Với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới rút ruột 50 tỷ đồng, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Văn Sơn bị truy tố ở khung hình phạt lên tới tử hình. Cùng bị truy tố về tội danh này còn có 5 thuộc cấp. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá đây là vụ án tham mô tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Theo cáo trạng, ngày 21 tháng 2 năm 2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi quản lý hành chính năm 2019 với tổng số tiền 450 tỷ đồng. Khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, cựu trung tướng, cựu tư lệnh Cảnh sát biển, đã gặp ông Nguyễn Văn Hưng, cựu đại tá, cựu cục trưởng kỹ thuật, yêu cầu khi mua sắm vật tư thiết bị phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng. Khi Bộ Quốc phòng điều chỉnh về việc giảm nguồn ngân sách chi cho quản lý hành chính phân bổ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2019 còn 444 tỷ đồng để tạo điều kiện cho ông Hưng sẽ thực hiện việc rút 50 tỷ đồng trước phiên họp thường vụ đảng ủy ngày 26 tháng 4 năm 2019. Ông Sơn chỉ đạo ông Bùi Văn Hòe, cựu thượng tá, cựu phó phòng tài chính cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho cục kỹ thuật, tăng nguồn ngân sách cho cục kỹ thuật lên 179,1 tỷ đồng. Đến đầu tháng 4 năm 2019, tại phòng ăn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Sơn trao đổi với các ông Hoàng Văn Đồng, cựu trung tướng, cựu chính ủy, Doãn Bảo Quyết, cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy, Phạm Kim Hậu, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh về việc chỉ đạo ông Hưng rút 50 tỷ đồng. Tất cả đồng ý và không có ý kiến gì khác. Chấp hành chỉ đạo, ông Hưng yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc cục kỹ thuật rút lại 50 tỷ đồng khi thực hiện chi tiêu để chuyển lại cho thủ trưởng sử dụng vào việc chung. Các trưởng phòng đã phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói giá trị dưới 10 tỷ đồng để thuộc thẩm quyền Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng, đồng thời liên hệ với các nhà thầu nâng giá nhằm hỗ trợ đơn vị có nguồn quý vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi. Sau khi nhận được 50 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Sơn đã chia cho mình và các ông Đồng, Hậu, Quyết và Dũng mỗi người 10 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, ông Phạm Kim Hậu, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng đã làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo 2 file ghi âm phản ánh về tiêu cực, tham nhũng của bản thân và các đồng phạm.